Đây các bác nhá, hoa của son môi đây nhá. Đấy, từng chùm một này đẹp chưa? Nó như cái thỏi son này. Đấy, như cái thỏi son đây nhá. Hoa son môi đây các bác. Đấy, đẹp chưa? Vừa chơi tiểu cảnh vừa chơi hoa rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nhá. Đây, hoa nó đây. Đấy. Mã số 1 này các bác này. Son môi nhá. Đấy. Mã số 1 đây. Son môi thì em vừa cho các bác xem hoa đấy. Hoa của nó thì cứ từng chùm ở đầu ngọn một nhá. Đấy. Từng chùm ở đầu ngọn một coi nghĩa là nó mọc chùm mỗi chùm 4 5 6 bông gì đấy nhá. Rất là đẹp luôn. Mã số 1 của em có giá là 300.000. 300.000 này, mầm nó lên như kiến cỏ luôn này các bác này. Mã số 2 này các bác này. Một giò hoàng thảo u lồi nhá. Đấy. Riêng cái u lồi em nói thật các bác chứ ghép dớn về các bác cực kỳ dễ chăm luôn. Ghép lũa thì các bác cái dòng u lồi thì các bác khó chăm, nhưng riêng ghép dớn này em đảm bảo các bác về chăm lên vù luôn. Vì cái dòng các loại lan nó rất hợp với dớn nha các bác nhá, mà dớn thì nó lại rất là bền luôn. Riêng một cục như này các bác cứ 5 7 năm bình thường không bị mục, không bị hỏng nhá. Mã số 2 của em có giá 220.000. 220.000 hoàng thảo u lồi. Mã số 3 này vẫn hoàng thảo u lồi nhá. Cũng 220.000. Cũng 220.000 cho mã số 3, u lồi là một trong những mặt hoa rất là đẹp luôn. Mã số 4 này các bác này. Vẫn u lồi tiếp nhá. Đấy, hôm nay em lên nhiều chút cho các bác nhá. Mã số 4 cũng u lồi, cũng 220.000. Mã số 5 này các bác này, thanh đạm sữa này. Thanh đạm sữa này, hoa của nó đây này các bác này, hoa rất là thơm. Nó còn rất nhiều nụ nhá. Đây này, những cái như thế này này, những cái như này nhá các bác nhá, là cái nụ nó ở bên trong đấy, rất nhiều nụ luôn. Đang dày đặc, có mấy cái này thì là nó ra hơi sớm một chút nhá. Đấy. Mã số 5 của em có giá là 250.000 nha các bác nhá. 250.000, hoa rất là thơm, thanh đạm sữa. Thơm lắm các bác ạ. 250.000 cho mã số 5. Mã số 6 này vẫn thanh đạm sữa này. Một bông thôi mà nó thơm dã man luôn các bác. Đây này, nụ thì nó nằm bên trong những cái này nhá các bác nhá. Đây này. Bên trong những cái vòi như này, nụ này. Những cái như này là nụ hết đây nhá. Đây này, những cái như này là nụ hết này các bạn này. Đây này. Đấy, những cái như thế nụ hết, dày đặc bên trong luôn nhá. Mã số 6 nhá. Mã số 6 của em cũng 250.000. Đấy, nó có mấy bông luôn, là sớm. Mã số 7 này các bác này, một giò tam bảo sắc này. Đấy, như này nhá, hoa đẹp chưa? Thơm cực kỳ luôn. Mã số 7, một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ. Năm cái nụ và rất nhiều cây nhá. Mã số 7 của em có giá là 250.000. 250.000. Mã số 8 này. Đấy, cái này một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, sáu nụ, cả nụ cả hoa nhá. Mã số 8. 280.000. Hoa rất là thơm, toàn cây đẹp thôi các bác này. Toàn cây đẹp nhá, chứ không phải đấy. 280.000 cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này. Đẹp chưa? Đấy, một nụ, hai nụ. Úi giời, có bông hoa nó nở đẹp chưa này các bác này. Có bông hoa nở quá đẹp luôn, hoa tím rất là đẹp. Đấy, nụ đây nữa này các bác này. Đấy. Mã số 9 nhá. Của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 9. Quá đẹp luôn. Mã số 10 này các bác này, một giò cáo này. Nụ chi chít luôn nhá. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, sáu nụ, bảy nụ. Mã số 9 nhá. À, mã số 10 nhá. Đấy, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. 1.200.000 nhé. 1.200.000. Cái này là hàng nguyên rẻ nhé các bác nhé. Hàng nguyên rẻ nhé. Cho mã số 11. 1.200.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này. Một giò phi điệp vàng này. Một giò phi điệp vàng này rất là to nhé. Cái này thì hoa nó nở khoảng tháng 7 tháng 8 nha các bác nhá.
Mã số 12 380.000. 380.000 cho mã số 12. Tiếp theo này các bác này, nhà em vẫn có tam thất đen nhá. Tam thất đen là một trong những cái loại tam thất cực kỳ hiếm nhá. Đấy, chứ không phải đây này, em vừa bóc ra nó đen xì như này nhá. Đấy, tam thất đen. Nhà em còn hơn 1 cân thôi nhá các bác nhá. Hơn 1 cân. Đấy. Tam thất đen này thì em bán với giá là 900.000 cho 1 cân nhá. Cái dòng tam thất đen cái này là tươi nguyên nhá các bác nhá. Ở dòng tươi nó mới đảm bảo chất lượng này. Đấy. Đen xì này các bác này, để em cắn này. Ăn luôn. Đấy. 900.000 cho 1 cân nhá các bác nhá. Tươi mới là chuẩn nhá. Em bán hàng tươi nó mới là hàng xịn. Các bác cứ mua tươi cho nó yên tâm. 900.000 cho 1 cân tam thất đen nhá. Ăn nó đắng đắng ngọt ngọt ngon lắm các bác. Tiếp theo này các bác này, mã số 13 này. Giò tam một sắc. Và wow, các bác nhìn đẹp chưa? Thơm ngát luôn. Đấy, nụ đây. Nụ đây. Mã số 13 của em có giá là 280.000. 280.000 cho mã số 13. Mã số 14 này. Đấy, các bác nhìn hoa. Wow. Cái này ở cử về miền Bắc các bác chơi hoa thoải mái luôn vì tam và sắc hoa nó rất là bền. Mã số 15 nhá. Đấy, một giò như này. Em cầm như này mà thơm ngát luôn các bác ạ. Của em cũng có giá 280.000 nhá. 280.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này. Giò tam bảo sắc to bự như này, rất nhiều nụ luôn, mười mấy cái nụ luôn nhá. Đấy, nụ này các bác này, đây. Nụ đây nhá. Mười mấy cái luôn. Đấy. Mã số 16 của em có giá là 450.000 nhá. 450.000 cho mã số 16. Rất nhiều nụ luôn này các bác này. Về cái này thì về vào miền Nam vô tư nhé các bác nhé. 450.000 cho mã số 16. Mã số 17 này. Giò tam bảo sắc tiếp theo. 180.000 nhé các bác nhé. Cái này thì hoa nó nở được một tuần rồi, em bán cho các bác ở miền Bắc các bác chơi hoa rồi. 180.000 cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này. Cáo nhá. Đấy, cái dòng cáo đỏ này. Hai cây, một vòi hoa thôi. Mã số 18 của em có giá là 450.000 nhá. 450.000 cho mã số 18. Cáo đỏ. Mã số 19 này. Một cây như này nhá. Một nụ như này. Mã số 19 của em có giá là 450.000. 450.000 cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này, cáo tiếp này. Vòi hoa của nó 560 cm luôn nhá. Đấy. Mã số 20. Cái dòng cáo này trồng dớn này về các bác chăm rất là dễ luôn. Vòi hoa 560 cm cũng 400.000 nhá. 400.000 cho mã số 20. Mã số 21 này, cáo nha các bác nhá. Đây, cái này thì có một nụ này. Nụ nó ngắn rồi, nó chưa được dài. Mã số 21. Đấy, hai cây như này. Lấy các bác 400.000 thôi. 400.000 cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này, một giò cáo này, một nụ, 2 3 4 5 6 7 nụ. Mã số 22 của em cũng có giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000 cho mã số 22. Rất là đẹp luôn. Mã số 23 này các bác này. Tam màu sắc này, hoa này các bác này. Vẫn còn một nụ này. Đấy, nụ đây nhá, vẫn còn hai nụ nhá. Mã số 23 của em có giá là 150.000. 150.000 cho mã số 23 nhé các bác nhá. Mã số 24 này cũng có một cái nụ đây. Nụ này cũng gần nở rồi.
với cả một cái nụ đây nữa này. Đấy. Mã số 24 của em cũng có giá là 150.000. 150.000 cho mã số 24. Mã số 25 này các bác này, giò kiều vuông Lộc Bắc này. Mã số 25 của em có giá là 300.000 nhé. 300.000 cho mã số 25. Mã số 26 này, giò kiều trắng này. Mã số 26 của em có giá là 400.000 nhé. 400.000 cho mã số 26. Kiều này kiều hoa trắng nha các bác nhé, hoa trắng tinh nhé. Mã số 27 này, một giò kiều trắng đang có một nụ hai nụ này. Một nụ hai nụ này. Ba nụ này. Ba nụ, em nhìn thấy ba cái nụ thôi. Mã số 26 nha, 1.200.000. 1.200.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bác này, một giò cáo rất là đẹp này. Một cây 2 3 4 5 cây. 5 cây một nụ, hai nụ. Hai nụ. Em thấy có hai cái nụ này. Mã số 28 nhá. Của em có giá là 950.000. 950.000 cho mã số 28. Mã số 29 này các bác này. Một giò cáo tiếp này, cây này cây phân nhánh nhá. Cây này phân nhánh nhá. Mã số 29 này, đây cây phân nhánh rất là đẹp này các bác này. Đấy. Đây, có tổng 4 cây, còn cây này đang có một cái vòi hoa nữa này. Mã số 29 của em có giá là 850.000 nhá. 850.000 cho mã số 29 nhá, cáo phân nhánh này các bác này. Đấy. 850.000 cho mã số 29. Mã số 30 này các bác này, hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Mã số 30 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 30, hạc vĩ thiên cung lữ bố. Mã số 31 này, một giò kiều dẹt nhá. 200.000. 200.000 kiều dẹt. Cái này thì có thân này em đang thấy nó có một cái nụ này các bác này, đây này nụ này. Đấy, nó có một cái nụ này, hoa nó vàng óng luôn. À hai cái nụ này, ba cái nụ này, bốn cái nụ này. 5 cái nụ này. 5 cái nụ nha các bác nhá. 5 cái nụ. 6 cái. 6 cái nụ. Mã số 30 nhá. Và mã số 30 kiều dẹt 200.000 thôi các bác nhá. Mã số 31 này. Kiếm này kiếm rừng nha các bác nhá. Không có tên tuổi gì đâu, không biết tên đâu vì dân người ta lấy ở rừng về. Chưa biết mặt hoa, chưa biết thế nào, chưa biết tên nha các bác nhá. Mã số 31 của em có giá là 220.000 nhá. 220.000. Bản lá của nó tầm 5 sen, hơn 5 sen này các bác này. Đấy. 220.000. Mã số 32 này. Tam bảo sắc đột biến hoa trắng nhá, cái này hàng bóc rừng và em mới ghép nhá. Đấy. Hàng bóc rừng nhá, hoa trắng tinh nhá. Mã số 32. Đấy. Hoa trắng tinh luôn. Đây các bác này. Dòng đột biến nha. 5.500.000 cho mã số 33. Mã số 34 này, cái tam bảo sắc kia là một mẹ ba con nha các bác nhá. Mã số 34 này, cuối trang tháng 8 này, 380.000. 380.000 cho mã số 34. Mã số 35 này, một giò sơn thủy tiên họng đen này. Mã số 35 sơn thủy tiên họng đen nhé các bác nhé. Của em có giá là 480.000. Cái này thì mầm gốc đang lên rất là nhiều. Cho mã số 35. Mã số 36 này,
một giò kiểu mỡ gà nhá. Mã số 36 của em có giá là 300.000 thôi cho mã số 36. Mã số 37 này các bác này. Một giò cáo này, cáo này thì dân người ta vừa hàng nguyên bản nha các bác nhé. Dân họ cắt ở rừng về. Đấy, đang có hai vòi hoa này. Đang có hai vòi hoa nhé. Cái bản lá này của nó chắc được khoảng tầm 5 sen các bạn, 5 sen hơn 5 sen. Chắc được khoảng tầm 5 sen hơn 5 sen. Mã số 35 của em có giá là 800.000 nhá. 800.000. Đây bản lá của nó rất là to này các bạn này. Đấy, hai cái nụ nhá. 800.000 cho mã số 35. Mã số 36 này các bạn này, cũng nguyên bản phân nhánh này nhá. Nguyên bản phân nhánh, cây nó như này nhá. Đấy, có một cái cây con nó mọc ở đây nữa thì nó tung ra rồi, tung ra rồi thì em buộc nó vào đây nhá. Đấy, em nói rõ luôn trên video nhá. Mã số 37 cá phân nhánh nhá, như này. Đấy, chất lượng như này. 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho mã số 37. Mã số 38 này. Đấy. Nhạn 4N hai cây rất là đẹp luôn nhá. 650.000. 650.000 cho mã số 38. Số 38 nha các bác nhá, 650.000. Mã số 39 này. Một giò trâu đầm lầy 450.000 nha các bác nhé. 450.000 cho mã số 39. Mã 39 nha các bác nhé. 100. Mã số 40 này các bác này. Một giò ý ngọc này. Ý ngọc 100.000 nha các bác nhé. Đấy, nó đang nụ này. Mã số 40 100.000. Đấy, ý ngọc 5 cái trắng hồng tím này. Rất là đẹp này các bác nhé. 5 cái trắng hồng tím, tím ngắt đây nhá. Cho mã số 40. Mã số 41 này các bác này, một giò đuôi gà tròn. Cái này các bác mua về mùa giải tới các bác làm tác phẩm cực kỳ VIP. Mầm gốc là dày đặc này các bác này. Của em có giá là 360.000 nhá. 360.000. Rồi, trên đây toàn bộ video như em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.